Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng Sang Thời Sự Thế Giới thứ 6 rồi. Quý vị làm gì ngày hôm nay và những ngày tới cuối tuần? Chúc quý vị thật nhiều niềm vui và cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả với Little Sài Gòn TV trong phần tin tức ngày hôm nay. Sáng nay thì trời mây mù và thậm chí có mưa nhẹ rải rác ở quận Cam, chỉ quận Cam. Trong khi đó thì chúng tôi lại nghe thấy là bên phía Inland Empire, Riverside, San Bernardino, nhất là Palm Springs vẫn nóng như thường thôi. Tại sao cái thời tiết nó lại lạ như thế? Ủa, em đâu có bằng về khí tượng học hay gì đâu mà anh hỏi em cái câu không biết trả lời. Thưa quý vị, hôm nay đó thì giống như ngày hôm qua là người ta dự báo là hôm nay nhiệt độ nó giảm mạnh, và ngày hôm qua thì họ đưa cái phần trăm mà mưa đó chỉ có khoảng 7-8% thôi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì thành ra là 11%, cho nên sáng sớm nay đi ra đường là mưa bụi nhỏ nhỏ và trời âm u vô cùng. Chính vì vậy mà đến trưa hôm nay đó, nhiệt độ thấy lên cao nhất cũng khoảng có 79-80 độ thôi thưa quý vị. Gió thì được khoảng đâu 8-9 dặm một giờ, và cái thời tiết như thế này kéo dài luôn hết cái cuối tuần này. Nhìn chung thì thấy cuối tuần này khá là dễ chịu, mặc dù như quý vị nghe anh Thủy nói là ở khu vực Palm Springs từ cả hai tuần nay rồi là mỗi ngày của họ trên 100 độ, cho nên là mấy ngày hôm nay nghe nói bên đó cũng còn 110+ độ. Las Vegas ngày hôm qua là 120 độ thôi quý vị. Tình hình rất là lạ, cho nên cái khu vực nào gần biển ở quận Cam và xuống tới San Diego thì trời lại mây mù. Rất là lạ thưa quý vị. Cho nên mà cách đây chỉ có khoảng hơn 1 giờ lái xe luôn về hướng đông á, tức là San Bernardino đi vào Riverside thì là hoàn toàn khác hẳn. Đây là bức ảnh một lần nữa. Hôm nay thì cả mấy trăm ngàn người luôn. Mỗi một ngày chúng tôi theo dõi các video của những người Việt Nam sống ở Houston post lên trên YouTube để tìm hiểu xem cái đời sống của họ như thế nào. Ngày hôm qua thì thấy mấy anh á, chịu không nổi nữa, đã phải đến Home Depot để mua những cái máy phát điện $900 một máy cộng thuế. Rồi đâu phải mua cái máy phát điện không thôi, phải mua hai cái bình xăng, rồi máy phát điện chạy lại phải có nhớt nữa, mà chỉ đủ để có đèn với cái quạt. Máy lạnh chạy không nổi, tủ lạnh chạy cũng không nổi luôn. Rồi bao nhiêu cư dân khác họ chạy trên đường phố, đóng cửa tiệm, mất điện. Nếu tính đến ngày hôm nay là 5 ngày. Một ngày không thôi, không những không có điện mà nước sạch nữa, bởi vì không có điện thì hệ thống lọc nước cũng không có chạy. Rồi no internet luôn nữa. Cho nên đời sống cư dân, có anh nói rằng sống ở Houston 15 năm nay chưa hề thấy cái hiện tượng này. Thực ra thì có hầu như hàng năm xảy ra những cái vụ chạm điện, mà trước đây cũng thấy có đám cháy rừng ở Texas vân vân, nhưng mà nó rải rác và chỉ trong độ nhiều khi có 4 tiếng hoặc là nhiều lắm là một ngày thì cái hệ thống điện Central Point của Houston, Texas đã vẫn có điện trở lại. Nhưng mà tình hình hiện nay với cái nắng nóng 90-100 độ mà không có điện. Cái nóng ở Houston nó khác cái nóng của sa mạc ở California. Mặc dù nghe sa mạc, nghe Nevada sống nóng tới 100 độ, nhưng mà cái độ ẩm nó không có. Nóng khô, nóng sa mạc, nóng khô. Cho nên chúng ta thấy nóng, đi ra ngoài thấy bỏng rát, thấy giống như một lô một cái lò lửa vậy đó. Nhưng mà nó không có khó chịu như là ở Florida với Houston khi mà nóng. Bởi vì cái nóng là 90-100 độ cộng thêm độ ẩm nữa thưa quý vị. Nó làm cái người nó chảy nước, rồi cái độ ẩm xung quanh nó, cho nên cái cảm giác nóng lên cả 110-120 độ luôn nữa. Và tháng này thì dân chúng ở Houston tà thán quá, vẫn còn tới gần 1 triệu người. Và cái tin của Central Point đưa ra cũng chẳng có gì vui hơn thưa quý vị. Họ nói rằng hy vọng là từ ngày hôm nay đến Chủ nhật, tức là sau ngày hôm nay thứ Bảy rồi Chủ nhật, thì những cái số người 875 hay là 900 ngàn người gì đó, và thực sự nói là Houston, Galveston, nhưng mà quá rộng đi thì nó rải rác,
cho nên họ nói là kỳ vọng là sẽ có điện trở lại. Thì người dân ta thán bởi vì họ nói, ủa tại sao lạ như thế? Nếu mà cúp điện một ngày, hai ngày thì còn hiểu được, đằng này nó đến ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày mai thứ bảy là ngày thứ sáu, đến chủ nhật là ngày thứ bảy, gần một tuần lễ mà không có điện. Rất là tội nghiệp. Và hầu hết họ nói rằng các siêu thị rồi các cửa hàng, nhất là bán cửa hàng thức ăn nhanh, quý vị, từ gà chiên cho tới McDonald's và nhiều hamburgers khác đó, không mở cửa tiệm. Cho nên người dân đó, các khổ đó, cái thời tiết như thế này đó, họ mua ngày nào, lúc nào ăn lúc đó thôi, đâu có bỏ tủ lạnh được. Có nhiều người mua họ nghĩ là ô ngày mai có điện thì để đó có thể giữ được, nhưng mà xong mua xong hơi nhiều thì lại không có điện, lại phải ráng ăn cho hết, mà trong cái thời tiết nóng như thế này mà còn phải nấu nướng nữa, cho nên tình trạng rất là tệ hại đối với người dân Texas. Các chuyên gia đó, trong đó các tờ báo lớn như Washington Post loan tải ngày hôm nay đó, là do tình trạng người dân đổ về, nhất là vùng Houston, quá đông từ đại dịch đến giờ phút này. Mạng lưới điện không đủ, mặc dầu một công ty cung cấp họ cho biết họ đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la để cải thiện mạng lưới điện, ấy vậy mà cũng không giải quyết được. Chưa biết tình hình sẽ như thế nào. Nhưng mà sáng hôm nay tin tức về thị trường chứng khoán lại tăng, thưa quý vị, Dow Jones lên 302 điểm, vượt, đây là mức kỷ lục. Và nếu tính từ ngày hôm nay, mỗi khi mà Dow Jones có màu xanh, tức là lên mức kỷ lục mới, 40.057, Nasdaq tăng 197, 18.480 đều là kỷ lục hết. S&P 500 lên 49, S&P 500 mà lên 49 điểm là giống như là Dow Jones lên mấy trăm điểm vậy, thưa quý vị. 5.633 đều là mức kỷ lục tốt, đẹp vô cùng. Công trái phiếu 10 năm là 4,19, những cái con số liên quan tới lạm phát nó giảm đã giúp cho thị trường tăng lạnh. Dầu lên 48 cent, 83 đồng 10 cent, và vàng hôm nay xuống trở lại sau khi đã tăng hơn 40 đô la ngày hôm qua. Hôm nay vàng 2.415 đô 70 cent một troy ounce. Và thưa quý vị, có hơn 2.400 bệnh nhân của từng là bệnh nhân của cái hệ thống bệnh viện gọi là Providence ở tại khu vực Portland, Oregon đó, hiện nay đang có cái nguy cơ bị lây nhiễm ba cái loại bệnh. Thứ nhất là hepatitis B and C, hoặc là ghê gớm hơn là cả HIV, chỉ vì sai sót của một bác sĩ gây mê từ năm 2017, thưa quý vị. Thì vào sáng ngày hôm nay, cái hệ thống bệnh viện Providence họ phải đưa ra một cái thông báo sau khi mà hoàn tất một cái cuộc điều tra nội bộ. Họ cho biết là từ năm 2017 đến 2023 đó, cái hệ thống bệnh viện này họ có giống như là thuê một cái tổ hợp những cái bác sĩ chuyên gây mê, thì giống như những cái vụ mà những cái trường hợp tiểu phẫu hay là giải phẫu của bệnh nhân và vào cái hệ thống bệnh viện này, thì họ không có bác sĩ gây mê của bệnh viện, nhưng mà họ lại đi thuê những cái bác sĩ từ một cái công ty thứ ba. Khi nào có giải phẫu thì những ông bác sĩ này mới vào gây mê hoặc là gây tê. Thì bây giờ tên tuổi của cái ông bác sĩ gây mê này vẫn được giữ kín, thưa quý vị. Thì bây giờ đó, không biết là y tá hay là bệnh nhân họ tố cáo, nhưng mà phía bệnh viện họ xác nhận là có những cái lời tố cáo, cho nên là họ phải mở một cái cuộc điều tra nội bộ. Thì họ phát hiện là cái ông bác sĩ gây mê này đó, thì cái phương thức bình thường mà ổng làm, mà nếu mà gây tê hoặc gây mê là chích thuốc mê vào trong tĩnh mạch của bệnh nhân. Thế nhưng ông này đó, ông đã không có làm đúng những cái bước theo quy định trong ngành y của chính phủ Hoa Kỳ, là họ gọi là infection control đó, thưa quý vị. Thì có thể là chắc phải khử trùng cái kim tiêm, rồi trước khi tiêm vào người bệnh nhân thì phải dùng alcohol khử trùng cái vùng da đó chẳng hạn. Thì ông này ông không làm đầy đủ những cái bước đó, mà tất cả những cái procedure nào mà ổng làm rất là qua loa và cẩu thả. Thì
quý vị cũng biết là khi mà bệnh viện như vậy có những lúc đó là họ phải chữa trị những cái ca bệnh nhân bị nhiễm bệnh giống như viêm gan CVC B gì đó, thì ông này đó ổng chữa trị những cái người đó và chẳng hạn như ổng không thay bao tay mỗi khi mà ổng chuyển qua ổng chữa bệnh nhân mới chẳng hạn như vậy. Và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này, kính mời quý vị tiếp theo. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là hệ thống bệnh viện Providence ở tại khu vực Portland của Oregon đã phải đưa ra cái tuyên bố là bây giờ họ phải gửi thư cho hơn 2.400 bệnh nhân từ hai cái bệnh viện. Tại cái ông bác sĩ gây mê này đó, thưa quý vị, ổng làm việc cho cái tổ chức gọi là Oregon Doctor Group, mà cái tổ chức này của ổng đó thì giống như là nhận làm cho nhiều bệnh viện, trong đó có hai cái bệnh viện này trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2023. Thì chính vì đã điều tra nội bộ từ phía cái công ty của ông này và cái bệnh viện họ cùng điều tra thì có tìm được những cái bằng chứng không thể chối cãi, cho nên bây giờ đó cái tổ chức mà công ty chủ của cái ông bác sĩ này đã chính thức sa thải ổng. Rồi phía bệnh viện thì bây giờ phải gửi giấy yêu cầu 2.400 bệnh nhân là những người đã từng có những cái cuộc tiểu phẫu hoặc là bất kỳ những cái họ gọi là medical procedure nào mà đã đi đến những cái hệ thống bệnh viện mà phải qua tay nhận cái dịch vụ y tế mà của cái ông bác sĩ này, thì bây giờ cần phải đi thử máu hết để mà bảo đảm những bệnh nhân này họ không bị lây nhiễm hepatitis B, C hoặc là ghê gớm hơn là HIV. Thế nhưng phía bệnh viện thì họ cũng cho biết là có một cái tin tốt là trước khi cái tin mà này đưa ra đó là khẳng định ông bác sĩ này có sai phạm, thì từ đó cho đến nay phía bệnh viện chưa từng nhận được cái giống như là báo cáo nào những người bệnh nhân từng qua tay ông này chữa trị đã report là đã bị nhiễm những cái bệnh truyền nhiễm. Và chúng tôi vẫn theo dõi tin liên quan đến tình hình hồi phục điện ở Houston, Texas. Ngày hôm qua xem được một đoạn video trên YouTube, hai vợ chồng người Việt Nam lái chiếc xe đi trên đường Bel Air ở trung tâm Houston đó, cũng chiếu qua lại cho người ta xem cái tình cảnh mà hai vợ chồng cũng đi tìm hiểu xem coi có cái tiệm nào mở có thể vào ăn hay không, thì đóng cửa hàng loạt hết. Thấy người vợ đó mặt rất là thảm não, thưa quý vị, và bị nói rằng ồ tại sao em mua thực phẩm nhiều quá để trong tủ lạnh làm gì, tình hình cúp điện. Rồi bà vợ đang nhăn nhó đau khổ thì ông chồng còn nói thêm thôi cố gắng đi, bởi vì mùa bão chưa kết thúc, có thể là thêm 4-5 trận bão nữa sẽ vào Houston và tình trạng mất điện không biết được có sẽ tiếp tục nữa hay không. Thì cho thấy rằng cái nỗi niềm của người Việt Nam ở Houston đó, trời ơi, sang tới Mỹ rồi mà sao mà khổ đến như thế, mấy ngày trời không có điện. Thì trên trang mạng của tờ báo Houston đó, TV luôn nữa, Click to Houston, hôm nay họ đưa ra một bản hướng dẫn để người dân Houston và các vùng lân cận đó, có thể biết được khi nào thì nhà mình có điện. Chỉ biết được khi nào nhà mình có điện thôi. Tức là để mà giải đáp những cái sự tức giận, thắc mắc của người dân. Tại vì ai cũng thắc mắc là không biết bao giờ có điện. Hôm nay đến ngày thứ 5, thứ 6 rồi, mà chừng nào có điện. Thì thay vì gọi điện thoại, rất nhiều người gọi điện thoại đến cho hãng điện, nhưng mà họ trả lời bằng máy không à. Hoặc họ nói rằng, quý vị vào, chúng tôi có một cái app để quý vị có thể vào. Và đây là bản hướng dẫn nếu mà quý vị muốn thắc mắc khi nào cái khu vực của mình có điện, thì hy vọng trong ngày hôm nay và ngày mai và đến chủ nhật, thì trong 3 ngày này đó, khi quý vị bấm vào đây đó, sẽ có trên đây là cái bản đồ, và đây là cái màu xanh, màu hai màu xanh đó, để cho thấy khu vực nào sớm có điện hay là có điện và khi nào thì có điện.
thì quý vị bấm vào đây đó là file address or place. Quý vị bấm vào đây để tìm hiểu xem place có nghĩa là cái khu vực của mình. Thí dụ như là Sugarland hoặc là Houston, nó có những cái tên Pasadena hoặc là Haytown vân vân. Thì quý vị bấm vào đây để tìm hiểu cái tên của cái khu vực mình nếu mà không có địa chỉ. Bởi vì chỉ cần một cái place thôi thì khi có điện họ có cả cái khu vực hoặc là địa chỉ nhà của mình. Thì vào đó để quý vị biết được khi nào mình có điện để chuẩn bị. Thì đó là một cái bản hướng dẫn để quý vị có thể tìm thấy. Và cũng ở Texas, tin tức ngày hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ, thường chúng ta, nhất là quý vị sang Nhật đó, thì ai cũng thích bởi vì máy bán hàng tiện dụng vô cùng. Ở Mỹ này cũng thế. Thực sự thì những cái máy mà bán hàng ở ngoài đường bây giờ nó ngày ngày càng ít đi bởi vì nó bị phá hoại. Thế nhưng một công ty sản xuất vũ khí và đạn dược, họ đã có hợp đồng, và người giám đốc công ty này cho biết đó, cái mong muốn của rất nhiều các cửa hàng tạp hóa ngày hôm nay đó là ngày càng muốn đặt một cái máy bán đạn thay vì hết đạn. Và nhất là nhiều khi vì lý do nào đó nửa đêm không có đạn, thì nếu mà cái chỗ nào mà có mở cửa thì người dân Texas, thực ra ta chỉ có bắt đầu nhiều khu vực họ khởi động trong ngày hôm nay. Và sắp tới đây, nhiều thành phố ở Texas sẽ có máy bán đạn tự động, thưa quý vị. Vào đây đó, thì công ty này cho biết đó, họ không có đơn giản là muốn mua đạn là ai cũng mua được đâu, con nít làm sao mà mua được. Họ có máy kiểm tra lý lịch hồ sơ đầy đủ. Tương tự như quý vị đi vào trong Walmart ở Texas, quý vị có thể mua đạn. Nhưng mà lẽ đương nhiên cái người bán hàng, nhân viên đó, họ hỏi giấy tờ để quý vị để cà qua. Có cái driver license đó, cà qua là biết quý vị thuộc loại gì. Đó. Tức là hạng người như thế nào, có phải là hạng người tiêu chuẩn để bán đạn hay không. Công ty này mang tên là American Rounds. Rounds, đạn đó thưa quý vị. Thì công ty này nói rằng là đây là cái máy rất là kiên cố, rất là nặng. Và deter có nghĩa là ngăn cản những kẻ nào muốn phá cái máy để ăn cắp đạn. Đây cũng là nhiều cái tên mà du thực quý vị muốn ăn cướp đó. Thì máy ATM chúng cũng tấn công nữa, huống hồ gì máy này. Thì công ty American Rounds tuyên bố họ đã biết được điều đó. Cho nên từ việc bảo đảm nhận dạng người mua đạn cho đến việc bảo đảm là những cái kẻ phá hoại không tấn công vào máy được. Họ đã thử những điều đó, thử nghiệm trước rồi, trước khi giao những cái máy bán đạn này. Thì như tương tự như rất nhiều các công ty bán lẻ khác đó, họ có hợp đồng với những cái công ty siêu thị, đa phần là các siêu thị mở cửa đến 9-10 giờ tối. Thì những ai mà vì lý do nào đó không có đạn, mà những nơi khác không có, thì họ có thể vào trong các siêu thị để mua đạn. Lần đầu tiên ở Texas. Và thưa quý vị, mới đây thì có một cảnh sát, xin lỗi quý vị, ông này sheriff mới đúng, ở tại Texas đã bị bắn chết sau khi mà đang truy tìm một cái tên đàn ông vốn là chỉ một cái vụ đánh lộn ở một cái tiệm pizza thôi. Thì ông sheriff tên là Fernando Esquada, 28 tuổi thưa quý vị. Thì chuyện vốn là vào tối thứ tư sau 10 giờ, cảnh sát ở tại khu vực Houston, họ được nhân viên của cái tiệm pizza Little Caesars này gọi, họ báo là trước đó đó xảy ra một cái vụ là có một cái người đàn ông này ông là khách, ông đến ông order pizza, nhưng mà nhân viên ở trong tiệm đó không biết làm sao làm lộn order, chỉ có vậy thôi, mà thế là y đứng chửi bới những người nhân viên ở đó. Và sau khi mà chửi xong đó thì y móc ra khẩu súng ở trong người và dùng cái bán súng bắn thẳng vào mặt của một trong những người nhân viên đó, và sau đó y bỏ đi. Thì chính vì vậy cho nên cái tiệm pizza này họ gọi cảnh sát
thì thứ nhất cái người nhân viên họ đưa được cái mô tả hình dạng cái nghi phạm này và camera của cái cửa tiệm thì cho cảnh sát thấy được cái xe và cái bảng số xe và cái tay nghi phạm này, thì sau đó cảnh sát cũng đưa ra tên tuổi là Ronnie Palmer, 44 tuổi. Thì bởi vì y đã bỏ đi rồi, cho nên khi mà những người cảnh sát đến cái tiệm pizza đó, họ làm report và bắt đầu họ mở cái cuộc truy tìm cái tay lái xe này. Thì khi mà cảnh sát họ có cái bảng số xe đó, họ mới gọi giống như là cái tổng đài của các cảnh sát, họ thông báo cho nhau biết thì anh cảnh sát Esquadra ảnh đang đi tuần tra ở trong khu vực và là người đầu tiên nhìn thấy cái xe này thôi quý vị, cho nên là ảnh mới gọi vào trong tổng đài là ảnh nói là ảnh đã tìm được rồi và bây giờ ảnh đang bám theo cái xe này. Thì những cái người cảnh sát khác họ cũng bận chuẩn bị đi về phía cái giống như là cái location mà anh Esquadra ảnh báo. Thế nhưng không may cho ảnh là có thể cái tay Palmer này đó đã nhận thấy được là ảnh đang theo gã. Và chuyện gì đã xảy ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là có một anh sheriff ở tại Texas đã hy sinh khi mà chỉ đang đi lùng bắt một cái tay vốn là phạm tội đánh lộn ở một cái tiệm pizza. Thì như chúng tôi thưa quý vị, anh sheriff Esquadra này là người nhận được không phải nhận được, nhìn thấy được cái chiếc xe đầu tiên của nghi phạm khi mà cảnh sát họ đang cùng nhau truy lùng cái tên này trong cái khu vực thành phố Houston vào tối hôm thứ tư. Thì anh này anh đã nói vào bộ đàm đó là ảnh đã theo được cái xe và đang bám theo đuôi và ảnh đưa được cái địa điểm để giống như đồng nghiệp họ đến để mà backup. Thì nhưng mà không may là trong lúc ảnh đang nói chuyện trên bộ đàm như vậy thì cái tên Palmer này thưa quý vị, có lẽ y nhận ra là cảnh sát đang theo đuôi phía sau, cho nên là y đã ngay lập tức quay cái đầu xe lại và vừa mới quay một cái y xả súng liên tục vào cái xe của anh Esquadra. Mà trong bộ đàm đó các cảnh sát khác họ nói là họ nghe được rất rõ nhiều tiếng súng nổ vang lên. Thì đến khi mà cảnh sát chạy đến cái địa điểm đó thì cái tay Palmer này đã không còn ở đó và anh Esquadra thì trúng nhiều vết đạn nằm gục ở trong xe. Anh được đưa vào trong bệnh viện thế nhưng không có qua khỏi. Thì chính vì cái sự táo tợn của cái tay súng này mà phía ông thống đốc Texas đã phải đưa ra một cái số tiền thưởng lên đến 10.000 và mở một cái cuộc săn lùng suốt nguyên ngày hôm thứ tư. Thì đến tối hôm qua thứ năm, phía cảnh sát sheriff phối hợp với SWAT team đó đã chặn bắt được cái tay Palmer này. Y đang bỏ chạy và trong xe có mang rất nhiều súng, thì trong đó có một khẩu súng đã bắn chết anh Esquadra. Chiều qua quý vị có xem cuộc họp báo của ông Tổng thống Biden liên quan đến hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, cuộc họp báo đầu tiên sau 2 tuần lễ tranh luận và cuộc họp báo đầu tiên sau bài diễn văn về thông điệp liên bang hồi tháng Giêng vừa qua. Và thực sự mà nói, quên trước quên sau nghẽn ngãng, điều mà ông đã không thể một lần nữa xác minh cho cử tri và các thành viên nhiều nghi ngờ của Đảng Dân Chủ và những người ủng hộ ông là vẫn tiếp tục có thể lãnh đạo nước Mỹ được. Trong đó, người ta trêu chọc nhất, chọc ghẹo ông nhất là gọi Tổng thống Zelensky là Putin. Và gọi bà Phó Tổng thống Kamala Harris là Trump. Thì ông lỡ lời xong ông chữa lời lại. Và ông chính những người phóng viên ở bên dưới đặt câu hỏi đó, ông nghĩ sao khi mà ông gọi Tổng thống Zelensky là Putin thì... ông chỉ có cách gọi là qua loa để mà chữa lại những cái lỗi lầm về cái chuyện mà nhiều người nói là nghĩnh ngãng, quên trước, quên sau của ông. Đặt vấn đề về cái trí tuệ của ông cũng như cái suy nghĩ của ông
Và đây, trên mạng ngày hôm nay, sau cuộc họp báo, thì trên tờ USA Today nói rằng ông Tổng thống Biden đang nghĩa là trượt ván trên một cái băng mỏng, thin ice, có nghĩa là có nguy cơ rớt xuống nước bất cứ lúc nào sau cái cuộc họp báo của NATO. Khi người ta nói quý vị đang skating on thin ice, khi mà trượt băng trên cái lớp băng mỏng, tức là đang có nguy hiểm rình rập. MSNBC, hiện nay thì ông Biden quay trở lại vận động tranh cử ở Swing State là Michigan. Ở trên Yahoo thì ông khẳng định I'm a best qualifier. Tôi là người có tiêu chuẩn tốt nhất để tiếp tục ra tranh cử. Và ông tin tưởng rằng ông vẫn có thể chiến thắng với Trump. Cũng trên mạng Yahoo, họ nhắc lại cái chuyện chọc ghẹo. Rồi, ngày hôm nay, sáng nay, thưa quý vị, họ nói có ít nhất cũng có thể trong vòng 48 tiếng đồng hồ tới, có thể lên tới hàng chục các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ sẽ đưa ra văn bản chính thức để yêu cầu ông không ra tranh cử nữa, nhường ghế. Và bây giờ trong thời gian qua đó, họ đang đề cập đến bà phó tổng thống, hai gương mặt mà trong Đảng Dân Chủ và chúng tôi đọc thấy đó, hai gương mặt nổi trội hiện nay là Kamala Harris, bà phó tổng thống, và ông thống đốc California Gavin Newsom. Thế nhưng dường như Đảng Dân Chủ đang đứng đằng sau bà Harris nhiều hơn. Cái khả năng bà Harris sẽ chiến thắng ông Trump như thế nào? Thì thưa quý vị, trên các tờ báo nước ngoài, nhất là các tờ báo ở Anh Quốc vân vân, họ chọc ghẹo ông quá. Họ đăng trên trang nhất đó, lúc mà đưa bức ảnh để ông Biden giới thiệu Zelensky thì gọi ông Zelensky là Putin đó. Thì họ viết cái chữ Joe no. Thôi đừng nữa. Tức là khi quý vị gặp ai mà nói oh no, có nghĩa là chúng ta nói oh đừng có làm, đừng có nên lặp lại cái sự lỗi lầm nữa. Và những cái tin tức này để cho thấy rằng cái thiệt hại nó nặng nề hơn sau cuộc họp báo. Thế nhưng có hai cuộc thăm dò diễn ra ngày hôm nay, Marist Poll, thì vẫn thăm dò vẫn cho thấy cử tri vẫn đứng đằng sau ông Biden. Cuộc thăm dò này họ ghi nhận đó, Biden cộng 2% nè, against Trump. Cho dù các mối quan tâm liên quan đến cái khả năng tâm thần của ông, mental fitness. Đây là tin tức mới nhất, quý vị, 12 tháng 7 nè. Đây là NPR phối hợp với PBS News, phối hợp với Marist National Poll đưa ra. Up for grab 2%, với khách khác biệt gần 4% thì coi như là không có. Trong khi đó thì cũng cuộc thăm dò trên toàn quốc lại nói rằng ông Trump đang thắng ông Biden 2-4-5% vân vân. Tuy nhiên cái sự khác biệt đó, ngày hôm qua chính ông Biden cũng nói rằng quý vị có nên tin vào các cuộc thăm dò hay không. Dường như ông cũng muốn trấn an. Nhưng mà cái khổ đây đó, hôm qua càng trấn an bao nhiêu đó, thì cái nỗi hoài nghi hầu như không ai thuyết phục được là ông có thể có khả năng lãnh đạo. Ngược lại, 63% cử tri Mỹ vẫn không hài lòng với hai ứng viên. Đây là cuộc thăm dò nhắc lại các cuộc thăm dò đã từng có trước đây. Thăm dò không có hỏi là quý vị nghĩ ai sẽ thắng. Thăm dò hỏi là quý vị thấy hai ứng viên này như thế nào, có nên thay thế bằng các ứng viên khác hay không. Thì đa số các cử tri, trong đó 63% cử tri Mỹ, bất kể Cộng hòa hay Dân chủ hay Độc lập, họ đều nói đó, cả hai ứng viên Biden and Trump đều là cái sự xấu hổ. Và đa phần 63%, nhiều lắm, đều muốn hai người này ra đi. Bên phía Đảng Dân chủ thì muốn thay thế ông Biden, thì thực sự những người cử tri đó, lẽ đương nhiên thành phần MAGA ủng hộ ông Trump thì họ vẫn muốn ông Trump. Nhưng mà những thành phần Độc lập hoặc là những người Cộng hòa ôn hòa không phải MAGA đó, thì là muốn có một cái nhân vật khác thay thế, thưa quý vị.
Thì đó là cái phản ứng. Và chiều nay trong phần tin tức nổi bật, chúng tôi sẽ đề cập thêm, đi sâu thêm các chi tiết, những gì ông Biden trình bày và các mối nghi ngờ, nghi ngại liên quan đến sức khỏe tâm thần của ông Biden như thế nào. Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại Arizona cho biết là sau một thời gian phối hợp với chính quyền ở tại Mexico, họ đã bắt được nghi phạm trong một cái vụ án 20 năm qua đã giết chết một thiếu nữ 15 tuổi ở tại Phoenix, Arizona. Thì đây là hình ảnh của Elena Laswell, khi đó mới có 15 tuổi thôi quý vị. Thì bây giờ theo hồ sơ của cảnh sát, ngày 10 tháng 7 năm 2004, mẹ của cô Elena vào một buổi tối đi làm về khuya, lúc này đó chỉ có hai mẹ con ở với nhau thôi, thì mẹ cô hay đi làm tối, lúc nào cô này cô cũng ở nhà một mình. Thì tối ngày hôm đó, người mẹ của cô đi làm về thì mở cửa ra là nhìn thấy con nằm chết ở trong nhà, mà bị chết một cách rất là dã man. Căn nhà thì có dấu hiệu bị cướp, cô bị cưỡng hiếp rồi sau đó bị đâm rất nhiều nhát, có thể là chảy máu cho đến chết, lúc đó mới có 15 tuổi thôi thưa quý vị. Thì mặc dù là một cái vụ án kinh hoàng ở cái khu vực Phoenix như vậy, nhưng mà suốt một thời gian dài đó, cảnh sát cũng như là các nhà điều tra của cái vụ này, họ không có bất kỳ một cái manh mối nào cả để mà dẫn đến việc có thể tìm được một nghi phạm cho cái vụ này. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức của một cái vụ án đã trở thành một cái vụ cold case, giống như là không manh mối, không tìm được nghi phạm suốt 20 năm qua ở tại Phoenix, Arizona, mà nạn nhân là một thiếu nữ, cô là Elena Laswell, mới có 15 tuổi. Thì như chúng tôi thưa quý vị, và một ngày của năm 2004, mẹ cô đi làm về mở cửa ra thì thấy con gái bị giết ở trong nhà, rất là chết một cách dã man, mà nhà thì có dấu vết bị cướp. Thì sau đó một thời gian rất là dài, cảnh sát không có bất kỳ một cái manh mối nào hết, chỉ mãi đến năm 2012 thưa quý vị, thì có thể lúc này là cái tay nghi phạm này đã phạm thêm tội nữa, cho nên đến năm 2012 cảnh sát cũng dùng lại cái DNA họ có trước đây, họ đưa vào trong cái hệ thống dữ liệu tội phạm của quốc gia, thì lại cho họ ra một cái tên, đó là tên của một người đàn ông Sergio Reyes thưa quý vị. Năm nay y mới có 37 tuổi, nghĩa là 20 năm trước mới có 17 tuổi mà thôi. Thì có lẽ cái lúc khi y giết Elena đó, y tuổi còn nhỏ và chưa phạm nhiều tội, và dưới 18 tuổi thì giống như là cái hồ sơ nó không có bị vào, cho nên là cảnh sát không tìm được. Nhưng mà sau này y phạm thêm nhiều tội khác nữa. Thế nhưng năm 2012 đó, mặc dù là có được cái tên của tên này rồi, nhưng mà cảnh sát phát hiện được là y đã nhanh chân đi về Mexico ở từ năm 2008-2009 rồi, cho nên mất một thời gian rất là lâu. Phía cảnh sát ở Arizona cuối cùng họ mới xin được trách tòa mở cái lệnh truy nã quốc tế đối với tên này, nhưng mà chắc y cũng lẩn trốn rất là lâu. Thì đến ngày 10 tháng 7 năm nay thôi quý vị, và nó trùng hợp là cái ngày mà bắt y đó cũng là cái ngày đúng 20 năm sau ngày Elena bị chết. Và cảnh sát đã nhận được cái sự phối hợp từ cảnh sát ở tại Mexico, bắt được y. Và bây giờ đó họ đang chờ dẫn độ y về Arizona để mà truy tố tội giết người, cưỡng hiếp và giết con nít dưới 16 tuổi cho cái vụ án của Elena. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của, tiếng Việt chúng ta hay gọi là ông trùm, ông đại gia. Đây là trùm vũ khí của Đức, ông Armin Papperger. Và đây là một trong số nhiều nhân vật phương Tây thân Hoa Kỳ và muốn ủng hộ Ukraine, từng lên danh sách bị ám sát của cơ quan tình báo Nga. Và đây là cả một cái hệ thống lập ra để tìm cách phá hoại phương Tây và Hoa Kỳ, từ vấn đề
ám sát cho đến nỗ lực tuyên truyền thông tin bậy bạ. Và chúng tôi đã gửi đến quý vị tin tức mà cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ mới đây trong cuộc họp báo hôm thứ Tư vừa rồi. Và họ đã nói rằng mặc dù không nói rất chi tiết nhưng mà trong cuộc điều trần với Quốc hội Hoa Kỳ, người giám đốc tình báo CIA tuyên bố là Nga trong suốt thời gian qua và nói rằng từ năm 2015 cho đến giờ phút này và trước đó nữa đó là mỗi khi có cuộc bầu cử hoặc là bất cứ một cái vấn đề gì liên quan tới chính sách của Hoa Kỳ đối với nước ngoài mà dính líu tới Nga vân vân thì Nga tìm cách phá hoại, trong đó tung tin đồn nhảm vân vân. Có hai bản tin khác biệt. Đầu tiên đó là cơ quan tình báo Hoa Kỳ liên lạc với Đức liên quan tới cá nhân của ông Papager này và nói rằng các anh nhớ cẩn thận nhé, tay trùm vũ khí chuyên môn chế đạn 155 ly và trong đó kể cả các loại xe tăng vũ khí cung cấp cho Ukraine. Đây là nhà sản xuất vũ khí lớn hàng đầu của Đức mang tên Rheinmetall. Rheinmetall đã nhận được hợp đồng của Đức để chế tạo vũ khí và trong đó người giám đốc điều hành công ty này là ông Papager. Nga muốn giết. Thực sự thì cái chuyện mà ám hại như vậy đó không phải là để tiêu diệt công ty. Nhưng mà Nga theo cơ quan tình báo Mỹ và Đức hôm nay thông báo đó, lẽ đương nhiên các viên chức tình báo tuyên bố với điều kiện ẩn danh, kể cả viên chức quân đội Đức và Hoa Kỳ tuyên bố với điều kiện ẩn danh, họ xác định, công ty Rheinmetall cũng xác định và cá nhân ông Papager này cũng nói rằng là bên phía Đức sau khi nhận được tin tức tình báo chuyển cho họ, ngay lập tức họ cử người đến giám sát và phòng bảo vệ ông 24/24, bất cứ ông xuất hiện ở đâu trong các cuộc họp báo và kể cả công ty Rheinmetall của Đức cũng được thông báo. Không những cá nhân ông trùm này mà kể cả các nhân viên, kể cả những vị giám đốc khác của công ty cũng được báo cáo là vô cùng cẩn trọng. Thì qua bản tin này và cũng như các cuộc điều trần, họ cho thấy họ đã phá vỡ được âm mưu của Nga. Và Nga hiện nay đã lên kế hoạch tìm cách tiêu diệt, không phải để lại ngưng hoạt động của sự hỗ trợ từ phương Tây đối với Ukraine, nhưng nhằm mục tiêu gửi thông điệp đến cho Hoa Kỳ và phương Tây biết được là chúng tôi vẫn tiếp tục âm mưu tìm cách phá hoại, ngăn cản những cái nỗ lực nào đó thân Ukraine của quý vị. Mà trong đó bất cứ như vậy đó, họ tung những cái nỗ lực tìm cách làm giảm yếu thế những cái sự hỗ trợ. Cho nên đó là lý do tại sao trong hội nghị thượng đỉnh NATO chúng ta thấy đó, hầu hết các quốc gia đều lên tiếng ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Và ngay sau đó họ cũng lên tiếng đưa ra các thông điệp để nói rằng họ không sợ Nga tìm cách phá hoại hoặc là tìm cách gây ảnh hưởng đến các nỗ lực của phương Tây đối với Ukraine. Ngay cả ông Tổng thống Zelensky cũng trong cuộc hội nghị thượng đỉnh này cũng báo là chúng tôi biết được các âm mưu này không những phá hoại phương Tây mà phá hoại ngầm nội bộ của Ukraine nữa. Họ cũng có những người âm thầm nằm trong chính phủ của Ukraine và có thể nhận được những tin tức từ Nga để phá hoại hoặc là tìm cách đưa ra các thông tin sai lạc. Tuy nhiên, nỗ lực này hoàn toàn bị đánh bại và Hoa Kỳ biết trước. Hoa Kỳ gửi đi các tín hiệu ngoại giao này đến cho các phương Tây thân với Hoa Kỳ trong thời gian qua, thưa quý vị. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại tiểu bang Missouri cho biết là họ vốn đang chuẩn bị truy tố một cái tên đàn ông. Ông này đã bị bắt vào năm 2022 sau khi mà bị phát hiện bắt cóc giam giữ trái phép một phụ nữ suốt nhiều tháng trời, giam người ta trong cái basement của mình. Thì sau một khoảng thời gian điều tra lục soát cái nhà và những cái thiết bị điện tử, laptop, cell phone đó, thì cảnh sát phát hiện thêm là ngoài cái người phụ nữ mà may mắn cô ta trốn thoát được đó, thì bây giờ cảnh sát phát hiện là có thể tên này đã
giết một phụ nữ trước đó rồi và đã từng giam cầm một số phụ nữ khác trước đó nữa, nhưng mà trước đó những người này không biết vì lý do vì sao không báo cảnh sát hay là đã bị y phi tan xác mà bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được xác. Thì đây là cái tên Timothy Haslett Jr., 44 tuổi. Cái vụ này vào năm 2022, vào tháng 9, chúng tôi đã đưa tin cho quý vị là lúc đó, nạn nhân cô này đến bây giờ tên tuổi không có được công khai, bởi vì cái bản chất của cái vụ án này, chỉ biết cô là một người phụ nữ gốc Phi Châu. Thì cổ kể là tối một ngày, buổi tối tháng 9, khi đó cô đang đi bộ ở trên đường ở tại Kansas City, thì cái tay Timothy này lái xe chờ tới và y ra cái giá là 350 để cô đi theo y về nhà. Cô này vốn là gái mại dâm, thì cổ nói là khi mà đang trên đường lái xe đi đó thì ngay lập tức y móc khẩu súng ra uy hiếp cổ lấy cell phone để mà cổ không thể gọi cảnh sát được và bắt cổ uống một cái loại thuốc mê. Thì ngay lập tức cổ uống xong là cổ bị bất tỉnh, đến khi mà tỉnh dậy một cái là thấy tay chân bị còng, cổ cũng bị xích luôn ở trong cái basement căn nhà của tên này. Thì đương nhiên suốt mấy tháng trời bị giam giữ thì cô bị tra tấn rồi bị tấn công tình dục vân vân, và đến một ngày đó thì cô này cũng nói là may làm sao cái ngày hôm đó y quên không có khóa cái cửa basement, mà có thể là vì suốt nhiều tháng trời bị giam đó y bỏ đói cổ, cho nên là cổ bị quá ốm đi, cho nên là cổ đã tuột tay tuột chân ra khỏi được cái còng và thế là bung ra bỏ chạy qua nhà hàng xóm gọi báo cảnh sát. Thì nhờ như vậy mà cổ mới sống sót. Thì ngay sau khi mà cô này hàng xóm báo cảnh sát thì cảnh sát ập vào cái căn nhà của y ở tại cái thành phố Excelsior Springs. Thì cảnh sát phát hiện thêm được rất nhiều những cái bằng chứng. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này quý vị nhé. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức cảnh sát ở tại Missouri cùng với công tố viên đó. Bây giờ họ đang chuẩn bị truy tố thêm tội cho cái tên đàn ông vốn đã phạm cái tội là bắt cóc giam cầm phi pháp một phụ nữ vào hồi tháng 9 năm 2022. Thì như lúc nãy chúng tôi thưa quý vị là cái người nạn nhân này đó, cô này may mắn cổ chạy thoát ra được khỏi từ cái căn nhà của tên này, và sau khi mà cảnh sát vào lục soát đó và lời khai của cô nạn nhân, cổ nói là trong suốt mấy tháng bị giam ở đây cổ nghe được là ở những cái phòng ở trên lầu đó hay là ở phía trên còn có những cái tiếng khóc than của một cái người phụ nữ khác nữa. Thì bây giờ cảnh sát tin là lúc đó y cũng đang giam cầm một phụ nữ khác, nhưng mà đến cái ngày mà khi mà cảnh sát vào được cái trong nhà đó thì lại không tìm thấy ai nữa. Nhưng mà cảnh sát khẳng định là tất cả những cái căn phòng của y ngoại trừ phòng ngủ của y, những cái phòng khác đó là đều có dấu vết là y gắn những giống như là mấy cái loại út bự để mà gắn những cái sợi xích to đó thưa quý vị. Thì nó trùng khớp với lời khai của cái cô nạn nhân sống sót đó. Thì từ lúc mà y bị bắt cho đến khi mà công tố viên chuẩn bị truy tố y cái tội mà bắt giam cái người phụ nữ mà sống sót đó, thì cảnh sát nói là họ tìm thấy được ở trong laptop của tên này hình ảnh của một nạn nhân khác nữa, cô này cũng là người gốc Phi Châu, cho thấy là đã từng bị y giam cầm ở trong những cái căn phòng đó, cũng xích cũng bịt miệng, rồi sau đó thì thấy là không cảnh sát nói là có vẻ như những cái bức ảnh cuối cùng đó là nạn nhân đã chết khi mà bị y chụp ảnh. Thì phía cảnh sát sau đó cuối cùng y khai ra được tên của nạn nhân đó là Jenny Crossdale thưa quý vị, và cảnh sát cho biết là vào hồi tháng 6 vừa rồi đó, cuối cùng họ đã tìm thấy được xác của cái cô nạn nhân thứ hai Crossdale bị nhét ở trong một cái lu và y đã quăng xuống sông Mississippi River thưa quý vị. Thì bây giờ cảnh sát nói là tổng cộng đã có hai nạn nhân, nhưng mà theo như cái lời kể của cái cô vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng đó thì có vẻ như đã từng có những người khác bị giam giữ, nhưng mà cảnh sát cho biết là
đến bây giờ họ vẫn không tìm thấy được xác của những người này. Thì không biết trong vài tháng trước khi mà cái cô nạn nhân cổ chạy ra được đó, thì cái người phụ nữ mà khóc la cổ nghe tiếng đã đi đâu mất rồi. Thưa quý vị, đây là bản tin để cho thấy cái tình trạng của những phóng viên ký giả làm việc ở bên trong một cái chính phủ độc tài. Và điều này để cho thấy được cái việc mà nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản cầm tù hoặc là tìm cách trục xuất bất cứ ký giả nào loan những cái tin tức mà họ nói rằng gây mất uy tín lãnh đạo của Đảng Cộng sản hoặc là nhằm mục tiêu phá hoại tình đoàn kết dân tộc. Toàn là những cái chữ dao to búa lớn. Nhưng mà viên với Nga đó thì họ dùng cái chữ mà mình cũng không hiểu được luôn thưa quý vị. Undesirable. Design là mong muốn. Quý vị design, quý vị muốn à, tôi lấy được người đó. Tôi design, tôi muốn có được một chiếc xe đẹp. Thế thì cái chữ mà Nga sử dụng desire, undesirable là như thế nào không hiểu được. Ủa, mà một cái tờ báo mà làm việc không theo lòng mong đợi, mong muốn của chính phủ, của Putin là coi như vi phạm luật pháp. Đây là tờ Moscow Times, tiếng Việt mình gọi là tờ Thời báo Moscow, thủ đô của Moscow, tờ báo lớn lắm. Và trước khi diễn ra cái cuộc chiến của Ukraine thì tờ báo này thường đưa ra những cái tin tức liên quan tới Putin có, những người đối lập của Putin cũng có, vân vân. Nhưng mà kể từ khi chiến tranh Ukraine diễn ra và gần 3 năm trời vừa qua đó, thì phần lớn những cái tin tức của tờ Thời báo Moscow đưa ra đó, bên phía Putin không hài lòng. Và mãi cho đến ngày hôm nay, họ cũng đã tìm cách gửi đi những cái tín hiệu và kể cả thư báo khuyến cáo. Các anh cẩn thận nhé, nếu mà tiếp tục loan những cái bản tin này không có lợi cho Putin, cho chính phủ. Mà trong đó họ nói như thế này, những tin tức discrediting, làm giảm uy tín của các quyết định lãnh đạo của Liên bang Nga. Họ không nói tới Tổng thống Putin. Họ dùng nguyên cái chữ Russian Federation, Liên bang Nga luôn. Và mất uy tín của Liên bang Nga thì quý vị bị xếp vào loại gọi là undesirable, xếp vào loại không mong muốn của chính phủ. Mà theo tờ Moscow Times đó, tất cả những cái tờ báo đã bị trù dập, đã bị đóng cửa rồi đó, là đều rơi vào cái cấp hạng gọi là undesirable, không mong muốn. Thì ngày hôm nay rất tội nghiệp, tờ Moscow Times tuyên bố họ đã bị xếp vào hạng undesirable organization, tổ chức không mong muốn của chính phủ Putin. Và đây là văn bản chính thức của văn phòng công tố trưởng, thưa quý vị. Công tố thì văn phòng công tố thì nó nằm ở nhiều nơi, nhưng mà công tố trưởng là của cả Liên bang Nga, giống như văn phòng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vậy. Khi mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra văn bản thì chính thức họ cáo buộc hoặc là họ truy tố những cái tội phạm. Thì bây giờ đó, khi mà đưa vào bất cứ một cái tổ chức, một công ty, một cơ sở nào mà thuộc loại undesirable, không mong muốn của chính phủ Putin, là xem như có nguy cơ. Mà họ viết như thế này, khuyến cáo luôn: các anh cẩn thận nhé, từ ban tổng biên tập cho tới biên tập viên, cho tới ký giả và kể cả nhân viên của tờ Moscow Times nữa, các anh tiếp tục loan những cái bản tin mà không có lợi, mất uy tín của Putin, của nhà nước đó, thì chúng tôi sẽ đưa người tới, thứ nhất, tịch thu toàn bộ những cái gì của tờ báo, thứ hai, tống giam. Thì tội nghiệp lắm, ngày hôm nay họ cho biết là tờ báo này đang kêu gọi hỗ trợ, bởi vì cái nguy cơ họ sẽ bị đóng cửa. Và lên trên mạng mới thấy được những cái phong cách rất là độc lập của tờ Moscow Times. Những gì mà đây là cái bản tin mà làm nhà báo, làm truyền hình đó, chúng tôi cảm thấy gọi là giận dữ, bởi vì
Và cũng rất là buồn, bởi vì sao? Mình quá tự do loan tải chỉ trích ông Trump, chỉ trích Biden, chỉ trích Cộng Hòa, bất cứ nhân vật nào là mình kế có tin là mình lôi ra đưa lên cái thớt mổ xẻ để cho công chúng biết cái tự do ở nước Mỹ là như thế. Nhưng mà ở Nga ngày hôm nay cũng tương tự như Việt Nam, tất cả là phải phục tùng nhà nước, phục tùng Putin, còn nếu không thì chặt ngay, thưa quý vị. Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, mới ngày hôm qua một ông từng là giáo viên của một cái trường tiểu học ở South Carolina đã phải bị cảnh sát bắt vì gia đình của một học sinh, cô bé này mới có 11 tuổi thôi, tố cáo với cảnh sát là ông thầy giáo này đó đã có những cái hành vi họ gọi là stalking, là theo dõi, rồi kiểu gần giống như là bị obsessed với đứa nhỏ mới có 11 tuổi này, mà suốt nguyên một năm học vừa rồi đó gia đình không có biết, chỉ mới vừa khám phá gần đây thôi. Thì đây là Dylan Dukes, thưa quý vị, ổng vốn là giáo viên của cái trường gọi là Star Elementary School ở tại South Carolina. Thì bây giờ đó phía gia đình chỉ mới vừa biết cách đây 1-2 tuần thôi, nhưng mà sau khi mà báo cảnh sát điều tra đó, thì họ có toàn cảnh của cái bức tranh như thế này, là nguyên một cái năm học vừa rồi đó, không biết tại sao mà ông Dylan này ổng lại giống như là ưu ái, ổng thích riêng có một cái cô bé học sinh nhỏ trong lớp, cô bé 11 tuổi này. Thì bắt đầu là khi mà ổng có những cái hành vi giống như là lúc nào cũng khen thưởng, rồi mua kẹo riêng cho cô bé khi mà cô bé học giỏi ở trong lớp, rồi từ từ đó sau này thì theo như lời khai của chính nạn nhân là ổng lúc đầu khen thưởng thì ổng giơ tay high five đập, sau đó là từ từ là ôm, xoa đầu vân vân, đến nhiều khi mà có những cái nhiều khi ổng cái gì cũng ôm, khiến cho cô bé này cũng sợ, nhưng mà lại chắc nhỏ tuổi quá cho nên là không có dám nói cho gia đình nghe. Thì bắt đầu nguyên năm học chỉ vậy thôi, y cũng chưa có làm giống như là những cái gì mà quá đáng, chỉ là ghê gớm nhất là ôm thôi. Thế nhưng đến khi mà mùa hè đến đó, biết là cô bé này nghỉ học 2 tháng không có đến trường, thì ghê gớm đến độ tên này đó đã đưa cho con bé này 60 cái lá thư tình, thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này quý vị nhé. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức là có một ông giáo viên của một cái trường tiểu học bị cảnh sát bắt sau khi mà liên tục quấy rối một học sinh mới có 11 tuổi thôi. Thì như chúng tôi thưa quý vị là khi mà mùa hè đến đó, ông này đó ổng chắc không biết làm sao bây giờ, nghĩ là chắc nhớ cái con bé này quá cho nên là đưa cho một cái hộp rất là lớn, mà căn dặn là trong cái hộp đó có 60 lá thư, mỗi một ngày mở ra một lá để mà đọc, giống như ổng nói là ổng viết những cái câu chuyện gì đó để cho con bé giống như là vui vẻ, rồi sau 60 ngày đó hết hè quay trở lại thì gặp lại ổng tiếp. Thì nhưng mà khi mà đưa xong rồi đó thì không biết sao lúc đó con bé này nó vẫn không nói cho gia đình biết, mà cuối cùng ổng chắc cũng nói chuyện qua lại với con bé hay sao đó, biết được là gia đình sau cái mùa hè đó quyết định chuyển trường cho con bé, chắc lý do cá nhân gia đình thôi. Thì thế là ổng điên cuồng lên, ổng tìm cách tìm hiểu là bây giờ con bé này dọn nhà đi đâu, rồi thế là ổng biết được là cái gia đình này đó đi lễ ở cái nhà thờ nào, thế là bắt đầu cuối tuần lại đến cái nhà thờ đó làm quen với cái gia đình. Thì sau khi mà ông này bắt đầu từ từ ổng cứ đến ổng đi lễ như vậy, khoảng mấy tuần sau thì gia đình mới thấy lạ lạ, thưa quý vị. Thì đến cuối cùng chắc người mẹ hỏi han, rồi sau đó con bé nó mới đưa ra cái hộp 60 cái lá thư tình. Thì lúc đó gia đình mới tá hỏa lên đi báo cảnh sát. Thì cảnh sát cho biết là thứ nhất cái tổ
tội mà ổng tìm cách ổng moi thông tin để mà biết được cái địa chỉ mới của gia đình này, rồi cái kiểu mà tìm hiểu những cái hoạt động ngoài cái chuyện trường lớp của con bé là một cái hành vi không đúng mực của một người giáo viên. Cho nên là đây là hình ảnh và mới ngày hôm qua đã phải chính thức ra sở cảnh sát bị bắt. Bây giờ họ truy tố cái tội là stalking, rồi theo dõi tìm cách lấy thông tin bất hợp pháp của trẻ dưới 15 tuổi. Thưa quý vị, ngày hôm nay đó có một bản tin breaking news. Tôi thấy chắc tiêu tiêu tán đường của ông Biden. Bản tin ghi nhận mới nhất là live election updates, họ theo dõi cái tình hình các cuộc thăm dò liên quan đến tiến trình tranh cử của bên phía Đảng Cộng hòa và Dân chủ. Donors là những người mạnh thường quân đóng góp quỹ chính trị tuyên bố họ sẽ không đưa cho Đảng Dân chủ và Ủy ban tranh cử của Đảng Dân chủ ủng hộ cho ông Biden 90 triệu Mỹ kim một khi ông Biden vẫn tiếp tục ngoan cố ở lại. Kết quả này đưa ra sau khi họ theo dõi cuộc họp báo của ông Biden ngày hôm qua. Ông một lần nữa chính thức tuyên bố. Hôm qua, thưa quý vị, có một câu hỏi của phóng viên NPR rất là hay. Bà nhớ lại trong quá khứ lúc mà ông lên làm tổng thống và bị chỉ trích là cái tuổi tác cao đó. Thì lúc đó ông còn minh mẫn lắm. Thì cái người phóng viên này đặt câu hỏi rất là hay, đó là ông đã từng nói ông sẽ nhường ngôi lại cho người trẻ. Ông nghĩ rằng người trẻ nên nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ. Khi mà đặt câu hỏi đó ra thì đặt với ông Biden, thì ông Biden nghĩa là thoái thác, nghĩa là không có nói trực tiếp. Ông Biden chỉ nói rằng nếu như cái người đó có khả năng, nhưng mà ngược lại đó, thì ông thấy ông có khả năng hơn. Và ông nói rằng kinh nghiệm và cái khả năng chiến thắng thì rõ ràng là không muốn trả lời trực tiếp, thứ nhất. Thứ hai nữa là cái điều đó không có sự thật. Có nghĩa là ông vẫn muốn ở lại. Khẳng định lại trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông vẫn muốn ở lại. Mà trong khi đó thì quý vị, tin tức liên quan đến những nhân vật dân chủ tìm cách kêu gọi ông và áp lực ông đừng ra tranh cử nữa đó, nó phải đi đến từ những cái tin tức mà họ thấy rằng là xác thực, chứ không phải là những cái nhìn của họ. Hoặc là phần lớn chúng ta thấy đó, những cái tin tức dồn dập bất lợi cho ông Trump trong quá khứ liên quan đến những cái vụ án lừa đảo tình dục mọi thứ đó, thì nếu bình thường thì chúng ta thấy là có những điểm mà cử tri không tin tưởng, nhất là thành phần MAGA, thì họ sẽ không ủng hộ. Họ vẫn đứng đằng sau ông Trump. Nhưng mà riêng với ông Biden là khác. Lần này chúng ta lần đầu tiên trong lịch sử mà ngay cả những người ủng hộ dân chủ mạnh mẽ đó, họ cũng chất vấn và hoài nghi với ông Biden. Trong đó có thể đến tin tức từ trưởng ban báo chí của ABC News, Stephen Fupulis. Anh này đó lỡ miệng mà nói rằng anh không nghĩ là ông Biden có khả năng lãnh đạo tiếp tục nước Mỹ nữa. Sau cuộc phỏng vấn với ông Biden, mà khi mà Stephen Fupulis, một người nổi tiếng mà tôi theo dõi liên tục dưới thời của ông Clinton, anh giỏi lắm, 30 tuổi mà cố vấn cho ông Clinton và tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc, tránh văn phòng Tòa Bạch Ốc luôn dưới thời Clinton đó. Sau này được ABC đưa vào làm trưởng ban báo chí cho tới giờ phút này luôn nữa. Một cái nhân vật lẫy lừng về báo chí, phỏng vấn hầu hết các nhân vật lãnh đạo của nước Mỹ. Mà tuyên bố như thế thì chắc có lẽ vì thế mà những người donors họ nói rằng họ không muốn cung cấp tiền nữa. Họ vẫn ủng hộ Đảng Dân Chủ, ủng hộ Đảng là khác. Nhưng mà người lãnh đạo thì họ không ủng hộ.
Và thưa quý vị, đây là bức ảnh của cô Sharita Greer, công nhân sống ở Florida vào ngày hôm qua, mới vừa chính thức được thả từ quần đảo Turks and Caicos về lại Hoa Kỳ sau 23 tuần bị bắt ở tù. Vì cái chuyện là quý vị cũng liên tục nghe mùa hè vừa qua đó, có một loạt các công dân Hoa Kỳ đi du lịch đến cái khu vực này lại quên mang đạn vào, bỏ trong cái luggage hành lý đó, rồi bị hải quan của Turks and Caicos họ xét ra và họ bắt bỏ tù. Thì cô này là một trong những cái trường hợp bị ở tù lâu nhất. Thì đây là hình ảnh vào ngày đúng ngày lễ Mother's Day thưa quý vị, cổ đi du lịch với gia đình đến cái quần đảo này. Nhưng mà cô này xui là bây giờ thì theo như lời cổ kể là cái bữa tối hôm trước khi mà soạn hành lý ở nhà đó, cổ đã kiểm tra hết rồi, nhưng mà trên cái nóc tủ, cái vali để ở dưới trên nóc tủ thì lại để cái hộp đạn, mà cổ nói là có thể con cái của cổ nó chơi vòng vòng, nó đụng đẩy cái hộp đạn rớt vào trong cái hành lý, mà cổ không biết đến khi mà sáng hôm sau đi là cổ kéo cái zipper lại là cổ xách đi luôn như vậy. Thì khi mà đi qua hải quan như vậy, họ check ra nguyên một cái hộp đạn, thì ngay lập tức họ, đây là hình ảnh mà cổ phải chụp ảnh để mà đi vào tù. Cô bị phán án tù 23 tuần, đóng tiền phạt 1.500, và ở từ đó cho đến nay, ngày hôm qua mới hết hạn tù. Thì cái trường hợp của cô Greer này đó thưa quý vị, là phía chính phủ Hoa Kỳ xác nhận đã có 5 công dân của Hoa Kỳ đã từng bị ở tù lâu, có người nhanh thì chỉ có vài ngày thôi, nhưng mà cô này là lâu nhất, khi mà không, vì không biết ở Turks and Caicos cái luật của họ về cái chuyện mà súng đạn đó nó nghiêm khắc như thế nào. Thì phía chính phủ Hoa Kỳ cho biết là trước cô này đó, chỉ trong vòng một thời gian rất là ngắn, từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm nay, tổng cộng 4 người khác rồi. Một công dân ở Virginia, một công dân ở Oklahoma, một ông ở Texas. Chỉ riêng cái ông ở Texas là ông may nhất thôi quý vị. Tại vì trong lúc mà đang chuẩn bị ra tòa để ở tù đó, thì ông vì cái tình trạng phải cần phải chữa bệnh, cho nên phía Turks and Caicos đã ân giá cho ông được bay về Hoa Kỳ để chữa bệnh, và ông đó ông không phải quay trở lại để mà ở tù. Thế nhưng phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó, thì họ lên tiếng khuyến cáo công dân Hoa Kỳ là trong khoảng thời gian qua đó, Turks and Caicos họ đã thay đổi những cái luật lệ liên quan đến cái chuyện mà người nước ngoài vào ở đây mà mang vũ khí không khai báo với nước họ. Tại vì phía Turks and Caicos bây giờ đó, họ nói là cái luật mới họ giao toàn quyền cho một người thẩm phán, nếu mà công dân ngoại quốc bị bắt thì cái ông thẩm phán này, nếu mà cái người dễ giải đó thì chỉ cần đóng tiền phạt là sau đó quý vị được thả ra, nhưng mà gặp những người mà họ có thành kiến thì có thể sẽ bị án tù bao nhiêu, toàn quyền do cái ông thẩm phán. Cho nên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng khuyến cáo về cái chuyện này. Chiều nay phần tin tức nổi bật chúng tôi sẽ đưa ra đề tài Biden, Tổng thống Biden có nên ở lại hay như thế, hay ra sao. Thứ hai là Project 25, mời quý vị cùng theo dõi. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com và vào YouTube. Mong quý vị nhấn một nút like và subscribe quý vị nhé. Chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.